Chibu nhận điểm cao nhất ở chung về Việt Nam vẫn bị lập đội chê tơi tả khiến nhiều netizen bức xúc. Thời gian gần đây, netizen Việt Nam đã vô cùng xôn xao trước thông tin Chibu góp mặt trong chương trình show truyền hình nổi tiếng của Trung Quốc là Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng mùa 4. Theo đó, tất tần tật những thông tin của Chibu nhận được sự quan tâm cực lớn từ cộng đồng mạng. Đại diện của Việt Nam còn gây tò mò cho netizen nước bạn khi mới tập 2 đã nổi trội hơn dàn Tỷ tỷ cùng tham gia chương trình. Cụ thể, khi tập 2 của Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng vừa lên sóng, Chibu đã gây tiếng vang khi đem ca khúc Si Tình lên show truyền hình đình đám của xứ Trung. Chibu cùng đội với Ella, Ngô Thiến và Trương Giang Nghê cùng biểu diễn ca khúc của Hoàng Thùy Linh. Tiết mục nhanh chóng ghi điểm với khán giả nước bạn. Đáng chú ý, Chibu còn gây ấn tượng khi thể hiện một đoạn hát cao trào ở cuối ca khúc. Phần thể hiện của Chibu ngay lập tức đã khiến cho các thí sinh trong cuộc thi phải hú hét lên vì trầm trồ. Sau màn trình diễn ấn tượng, Chibu và toàn đội đã nhận về rất nhiều lời khen của netizen xứ Trung. Toàn đội của Chibu đã xuất sắc giành được 583 phiếu bầu, trở thành team có nhiều phiếu nhất tại vòng công diễn đầu tiên của Đạp Gió mùa 4. Khán giả Việt Nam dù không được trực tiếp có mặt để ủng hộ cho Chibu, chỉ xem qua màn hình cũng không khỏi tự hào về nữ ca sĩ. Tuy nhiên, bên cạnh những bình luận tích cực, không ít cư dân mạng Việt Nam đã lập team chê giọng hát của Chibu trong show truyền hình này. Theo đó, nhiều người cho rằng Chibu hát không rõ lời, lúc lên cao lại chênh vênh, đuối sức. Trước những phản ứng tiêu cực từ cộng đồng mạng, đã có nhiều người đứng lên bênh vực cho nữ nghệ sĩ. Cụ thể, nhiều người cho rằng Chibu có thể chưa hoàn thiện về giọng hát, nhưng cô đang đại diện Việt Nam tham gia ở nước bạn. Đã là người chung một nước, không thể giúp đỡ nhau được thì cũng không nên hạ bệ nhau. Còn các bạn thì sao? Quan điểm của các bạn như thế nào về sự việc này? Hãy để lại comment bên dưới cho chúng mình cùng biết nhé!